Dạ, thay đầu cầu của một người anh thì vùng 17 cùng với Hằng Ni sẽ dành tặng cho anh cũng như tất cả quý vị thưởng thức bài tặng cầu đó mang tên Chuyện tình Lan và Điệp. Lan đâu rồi? Anh Điệp Lan. Anh Điệp ơi, em tới tiễn anh đi nè. Trời ơi, anh đi anh buồn uống thuốc rượu mà tới tiễn anh đi sao? Lần nào về á, em muốn tiễn anh đi hết trơn á. Thì lần nào về rồi anh cũng đi, chứ có lần nào anh ở đây đâu mà sao lần này Lan buồn quá vậy? Anh đừng có buồn, để em kể cho anh nghe câu chuyện ha. Ừ, kể anh nghe đi. Dạ. Đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chỗ quê xưa em dò gió mong chờ. Rồi, anh ăn bánh lọt thôi à. Lan ơi, dẫu mai đây đường xa xôi chiều dời, thân ở thành đô mà lòng gửi về quê cũ bên người yêu chờ đợi bao ngày. Xin em đừng để già nghi ngờ, vẫn trọn lòng nhớ mạnh chắc quê, nhớ dòng sông bên lỡ bên bồi, nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa rước khách, nhớ người yêu đã chôn cất cho anh nắng, nguyện trọn một đời không giống phụ đôi. Mong còn như thương chi người con gái quê mùa. Ôi con em thương nhớ đợi chờ, con đò nhỏ còn cắm sao trên bến đời, mà người đi có bao giờ trở lại bến sông là trọn đời mình dính biệt. Cánh mơ ngày xưa đã say mê thu dường lạ đến cho là ngày nay cánh rủ tà. Lan, anh đừng nói gì nữa, tôi biết hết rồi. Lan ơi, Điệp vẫn trong lòng chiều có
đi tu. Đi tu luôn đi.